Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với Hoàng Sơn Design. Ở trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta thiết kế lên được cái phần tay áo tay của mannequin như này nhé. Được chưa? Đây là tay chúng ta có thể tự làm được nhá. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt trước. Trong video sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta may lên được cái tay như này nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ lấy cho mình vẽ cho mình hình chữ nhật, chiều dài là 57 đến 58 phân. Ở đây mình lấy chiều dài là 58 nhé. Chúng ta sẽ dựng vuông góc ở đây. Đó. Tiếp đến này, ở đây thì các bạn sẽ lấy ra chiều rộng cho mình là 29 phân. 29. Đây là 29 này. Tiếp theo, từ đây thì các bạn lấy vào cho mình 9 phân. 9 phân. Sau đó chúng ta chia đôi cái khoảng này ra. Đó. Ở đây cũng thế nhá. Sau đó thì các bạn sẽ nối hai cái điểm trên và dưới lại với nhau. Tiếp theo thì chúng ta sẽ lấy từ đây các bạn lấy xuống cho mình 32 đến 33 phân làm phần hạ khuỷu. Ở đây thì các bạn sẽ lấy xuống cho mình 5 phân này. Đây là 5 phân. Sau đó chúng ta lấy xuống tiếp 4. Lấy xuống tiếp 5. Ở đây chúng ta sẽ vẽ được cái vòng nách ra nhé. Bạn kẻ các đoạn này ra cho mình. Ở đây thì các bạn sẽ lấy từ đây vào cho mình 1 phân rưỡi. Từ đây các bạn lấy ra cho mình 3 phân. Từ đây lấy ra 2. Ở đây các bạn sẽ lấy ra 1. Từ cái đường thẳng này nhé, các bạn sẽ lấy lên cho mình 1 phân, kẻ cho mình 1 đoạn vào đây. Sau đó từ cái đường này các bạn lấy ra mỗi bên cho mình 1 phân, cho em 1 phân này. Đây là 1 nhá. Đó. Sau đó thì các bạn sẽ dùng cho mình cái thước cong như thế này. Chúng ta sẽ vẽ cái vòng nách. Tính từ cái điểm 9 phân đây nhá. Các bạn vẽ cho mình một đường cong đi qua điểm 1,5 nối xuống điểm 4 phân. Phía bên này chúng ta sẽ vẽ một đường đi qua điểm 3 phân và 2 phân. Sau đó đoạn này thì các bạn sẽ đánh nó cong xuống điểm 1 phân. Được chưa? Trên đường hạ khuỷu này các bạn lấy ra cho mình 3. Lấy vào đây 3. Chúng ta sẽ nối từ điểm 1 phân này nhé. Các bạn sẽ kẻ thẳng xuống này. Sau đó nối vào đây. Ở đây cũng thế. Rồi chúng ta nối vút xuống dưới này. Tiếp theo thì ở đây thì các bạn sẽ lấy xuống cho mình 1/7. Từ đây nhá, lấy xuống cho mình 1/7. 1,7. Đó. Các bạn sẽ đo cho mình từ đây. Chúng ta đo đến khoảng này là 5 phân nhé. Đặt thước đây, xoay điểm 5 phân, cắt cái đường 1,7 này ở đâu thì các bạn sẽ nối vào điểm đó. Sau đó ở đây thì các bạn nối vào hạ khuỷu.
Cái bên này thì các bạn sẽ lấy cho mình là 11 phân. Đặt điểm 11 đây này. Quay thước này, cắt cái thằng 1,7 ở đâu thì bạn nối lại. Sau đó thì chúng ta sẽ nối vào thử tay. Đó. Vòng nách ở đây nhé, thì bên này thì các bạn lấy xuống cho mình khoảng 5 ly. Chúng ta sẽ có một cái vòng nách, các bạn vẽ cong vào đây cho mình. Từ cái điểm 4 phần đây nhé. Đó. Chúng ta nối xuống đây 5 ly, xong rồi cong lên điểm 1 phần. Ý nữa thì các bạn sẽ chỉnh lại cái khoảng này sau nhé. Chúng ta cứ vẽ này ra trước đã. Sau đó ở đây thì các bạn sẽ vẽ, chúng ta lượn trơn lại các đường. Các bạn vẽ trơn lại cho mình nhé. Rồi. Ok. Đây chúng ta sẽ thiết kế lên được cái phần vỏ tay. Đây chúng ta sẽ có một cái phần đáp nách nhé. Đáp nách ở đây. Và một cái phần gọi đáp cửa tay. Phần đáp nách này, các bạn sẽ kẻ ra cho mình hình chữ nhật. Có chiều rộng là 10 phân và chiều dài là 13 phân. Chiều rộng là 10 này. Chiều dài các bạn lấy cho mình 13 phân. Sau đó chúng ta chia đôi cái khoảng này ra. Chia đôi này. Chia đôi. Điểm này chia đôi ra nhé. Tiếp theo từ đây thì các bạn sẽ lấy sang phía bên này cho mình 1 phân. Ở đây chúng ta lấy ra, lấy lên 2 phân. Phía bên này các bạn lấy đối xứng này, 2 phân này. Cho đây là 1 phân. Ở phía bên này nhé. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nối. Nối điểm này vào đây. Các bạn nối cho mình điểm này vào đây. Rồi. Ở đây các bạn lấy cho mình điểm giữa này. Chúng ta đánh cong chỗ này tầm 1 phân. Ở đây các bạn sẽ đánh cong cho mình tầm 1,5 phân. Từ đây sang đây là 1 nhá. Chiều rộng chỗ này là 10 phân. Từ đây ra đây là 13 phân. Từ đây ra đây là 2 này. Chỗ này là 2 này, chỗ này là 1 này. Nhá. Đây đánh cong lên cho mình 1 phân, chỗ này là 1,5. Đây là 1,5. Chỗ này là 1. Đó. Sau đó thì mình sẽ đánh cong đi nhá. Các bạn sẽ đánh cong chỉ cho mình. Đó. Như vậy thì các bạn sẽ tạo được cái phần đáp nách. Đáp nách ở đây. Tiếp theo đến phần đáp của cửa tay. Các bạn sẽ kẻ cho mình một hình chữ nhật. Chúng ta sẽ kẻ hình chữ nhật có chiều dài là 5,5,
chiều rộng các bạn lấy cho mình là 4 phân. Sau đó chúng ta sẽ chia đôi nó ra. Ở đây thì các bạn sẽ nối các cái điểm này lại với nhau. Đằng này thì các bạn sẽ đánh cong lên cho mình là 0,7 nhé. Ta sẽ vẽ cong này. Ok. Đó. Thì các bạn sẽ tạo được cái phần đắp của cái cửa tay này nhé. Các bạn có thể vào trong nhóm này của mình. Các bạn tải cái phần file PDF mình đã vẽ sẵn ra nhé. Ở đó mình đã có sẵn bản vẽ và công thức luôn. Thì các bạn có thể vào trong nhóm này để chúng ta tải về nhé. Các bạn có thể in ra từ giấy A4. Mình làm file là in ra giấy A4 nhé. Thì các bạn sẽ ghép nó lại với nhau. Chưa? Ở đây thì các bạn sẽ cắt nó ra. Để chúng ta ghép lại, các bạn kiểm tra cho mình cái vòng nách. Các bạn chỉ cần cắt mỗi cái phần mang nhỏ này thôi. Đây. Đoạn này thì tí nữa nó sẽ khớp với nhau nhé. Đó. Các bạn kiểm tra cho mình cái vòng nách này. Nó trơn. Nó không bị gãy là ok nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ cắt rời cả hai cái ra. Các bạn cắt lên trên vải nhá. Đó. Rồi. Như vậy là mình đã dẫn xong các bạn cắt công thức cắt phần tay của mannequin. Các bạn cảm thấy video hữu ích hãy like, chia sẻ và theo dõi kênh mình nhé. Xin chào các bạn.